Thưa quý vị, một câu chuyện mà người phụ nữ, người vợ đã chia sẻ lại đầy cảm xúc và nhân văn đối với một người chồng của mình. Câu chuyện rất là cảm động. Và giờ đây, tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết câu chuyện mà người vợ đã chia sẻ lại đầy cảm xúc đối với một người chồng như thế nào. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Át hẳn điều mong chờ nhất đó chính là đêm tân hôn của Huy. Biết rõ vợ mình từng là gái làng chơi nên Huy nói luôn. Huy năm nay đã 30 tuổi. Dù đã đến tuổi lập gia đình nhưng thật sự thì Huy vẫn ế. Hay nói đúng hơn là anh không dám tán tỉnh bất cứ cô gái nào. Không phải Huy bị gay mà vì anh chỉ là gã xe ôm nên Huy sợ tán tỉnh cô nào là cô nấy chạy mất dép. Chính vì vậy mà Huy chăm chỉ làm ăn để có một số vốn lập nghiệp, chứ không thể mãi làm anh xe ôm được. Nói về chuyện lấy vợ thì thật sự nhìn bạn bè ổn định gia thất, Huy cũng muốn lắm. Nhiều đêm nghĩ đi nghĩ lại, thấy năm nay mình đã 30 tuổi mà vẫn chưa biết mùi đàn bà như thế nào nên Huy cũng ngán ngẩm lắm. Thấy mấy thằng bạn có vợ rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn ra đường kiếm gái làng chơi làm một nháy để thỏa mãn nên Huy cũng tò mò. Thế là anh quyết định ra đường thử gọi một cô xem sao. Vậy nhưng ra đường rồi thì tính nhát gái lại trỗi dậy. Cứ vậy Huy đứng nhìn người ta đi lại chứ không dám lại gần gạ gẫm. Và rồi trong lúc quan sát mấy cô gái làng chơi thì Huy đã có để ý một cô gái tầm khoảng 24 tuổi gì đó, có khuôn mặt xinh đẹp cộng nước da trắng ngần. Ngay giây phút đó, Huy muốn lại gần để hỏi xem một đêm cô ta đi bao nhiêu. Thế nhưng Huy chợt nhớ đến lời thằng bạn thân nói là gái làng chơi nhưng có gái cao cấp và gái trung bình. Thấy cô gái ấy đẹp như vậy thì Huy nghĩ chắc kiểu gì giá cũng cao, mà xe ôm như anh thì lấy đâu ra tiền. Cứ vậy, mỗi ngày Huy ra đường để nhìn trộm cô gái làng chơi xinh đẹp ấy. Và rồi anh nhận ra điểm bất thường, đó là dù mấy cô gái khác xấu hơn nhưng vẫn có khách, còn cô gái kia thì chỉ đứng đó đến tận khuya rồi lại về. Thương cô gái làng chơi xinh đẹp tội nghiệp nên ngày hôm đó Huy quyết định để đến gặp cô gái làng chơi đó. Cô có đi khách không? Huy hỏi. Đứng đường thì tất nhiên phải đi khách rồi. Nếu anh muốn đi thì phải có tiền đấy. Giá rẻ tôi không chấp nhận đâu. Vậy thì tôi mua cô một đêm với giá 2 triệu. Ok. Đêm đó, thay vì Huy chở cô gái làng chơi vào nhà nghỉ thì Huy chở luôn về nhà của mình. Vậy nhưng cả đêm Huy chỉ tâm sự chứ không làm gì cô gái làng chơi cả. Thật sự là anh không muốn làm chuyện ấy hả? Như vậy anh bỏ ra 2 triệu để làm gì chứ? Để được gặp cô. Thật ra tôi đã quan sát cô rất nhiều rồi và tôi có tình cảm với cô. Xin hỏi cô đã có chồng chưa? Nghe Huy nói cô gái làng chơi cười lớn. Có chồng á? Phận làm gái như tôi thì sao có được diễm phúc ấy chứ? Đàn ông bây giờ chỉ muốn cưới vợ còn trinh lại giàu có thôi. Tôi không phải hạng đàn ông như thế. Nếu tôi muốn hỏi cưới cô về làm vợ thì cô có đồng ý không? Cưới tôi á? Nhưng tôi chỉ là gái bán hoa cơ mà, anh không chê sao? Tôi có tình cảm và thương cô thật sự. Tôi cũng chỉ là gã xe ôm thôi. Nếu cô không chê tôi nghèo thì hãy lấy tôi. Ít ra căn nhà này cũng đủ che nắng che mưa. Hơn nữa năm nay tôi cũng đã 30 tuổi rồi, cũng muốn lấy vợ. Thấy Huy nói câu đó, cô gái làng chơi gật đầu đồng ý và cười hạnh phúc đến rơi nước mắt. Và rồi một đám cưới nhỏ của Huy và cô gái làng chơi diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hẳn điều mong chờ nhất đó là đêm tân hôn của Huy.
biết rõ vợ mình từng là gái làng chơi, nên Huy nói luôn: "Em hãy thật thoải mái nhé. Anh không nghĩ gì đến quá khứ nên em đừng nghĩ gì." Khiếp, anh làm như thành thạo trong chuyện ấy không bằng. Cứ tân hôn đi đã. Có lẽ mọi chuyện không có gì đáng nói. Nếu như đêm tân hôn hôm đó hì hục được 30 phút thì nhìn xuống ga giường, Huy choáng váng thấy ga giường dính máu. Máu? Không lẽ là giọt máu trinh của em? Sao có thể chứ? Em là... Có gì mà không thể chứ? Em nói thật nhé, em còn trinh và không phải là gái làng chơi. Không phải gái làng chơi ư? Vậy sao em lại đứng đường? Là vì em muốn chứng minh cho bố mẹ em biết tình yêu chân thật sẽ có trên đời. Gặp được anh chính là điều em mong chờ nhất. Mà có một chuyện nữa em giấu anh đó, là em là con gái của một giám đốc tập đoàn lớn. Chính vì vậy mà từ nay em sẽ giúp anh thành đạt trong sự nghiệp. Hãy tin em nhé, vì anh đã yêu em thật sự. Anh được xứng đáng. Nghe vợ nói mà Huy không dám tin vào tai mình. Thật sự không ngờ được rằng số của Huy lại may mắn đến như vậy. Thế mới nói tình yêu thực sự có thể làm nên đủ thứ kỳ tích. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện tình yêu giữa đời thường đầy cảm xúc và đầy nhân văn. Trong cuộc sống là vậy, những điều xảy ra bất ngờ chúng ta không thể lường trước được. Và ở hiền thì gặp lành, cũng như câu chuyện trên, người đàn ông đã 30 tuổi rồi, gia cảnh nghèo khó. Anh ta chỉ là một anh chàng chạy xe ôm, và anh ta chưa có một người yêu vắt vai. Vậy mà anh đã gặp may, được một cô gái làng chơi, nhưng thực sự cô ta là người rất lạ. Con nhà gia giáo, cô ta muốn thử lòng, và cô ta muốn chứng minh rằng cho mẹ cô ta biết là trên đời này vẫn có tình yêu. Vì cô ta ra ngoài đó để gặp thử xem có một người đàn ông nào yêu mình chân thành hay là không. Một câu chuyện theo tôi nghĩ rất là hay, và cũng mong rằng quý vị các bạn đưa ra những lời nhận xét, bình luận và chia sẻ. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây tôi luôn cập nhật những câu chuyện trong gia đình và ngoài xã hội, trong nước và ngoài nước, đăng tải trên 3 kênh của tôi, được quý vị gần xa đón nhận và ủng hộ rất là nhiều, đưa ra những lời nhận xét và bình luận. Và tôi tiếp thu mọi ý kiến của các bạn để ra những video càng ngày chất lượng hơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.